muốn chị em biết hết á. Lúc em gọi điện thoại nói cho em là em không được về trong người. Anh cảm thấy chút tâm của một điện để xem em một chút. Nhưng em không thể không còn điện thoại của mình để họ tìm giải quyết được. Chị không biết em mua cái nào nữa cho nên anh mới mua tất cả cho em. Em nhìn này, chúng ta sắp được trở thành ba mẹ rồi, anh thậm chí không dám tin điều đó. Đứa con của chúng ta, nó sẽ thuộc cái nhà này.